Sáng ngày 10 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Hanet trao tặng 6 camera Hanet AI cho trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, Kon Tum. Trao tặng camera cho trường học là hoạt động nằm trong chương trình làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông với tỉnh Kon Tum. Trong đó có tổ chức hội thảo sản phẩm giải pháp thương hiệu Việt khơi dậy tiềm lực, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số tại địa phương. Camera Hanet AI sử dụng hệ thống quản lý Hanet School giúp cho nhà trường hệ thống điểm danh học sinh, chấm công giáo viên. Bên cạnh đó giúp phụ huynh học sinh quản lý hình ảnh của con mình khi đến lớp và khi ra về, đồng thời hạn chế những bất cập trong kiểm soát học sinh trước đây như mất nhiều thời gian, chi phí thuê nhân sự tốn kém. Với sự hỗ trợ của camera Hanet AI sẽ giúp việc quản lý học sinh của nhà trường dễ dàng, thuận lợi và chính xác, đảm bảo nền nếp trường lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.